Vừa qua, một nhóm tội phạm đã đột nhập vào căn biệt thự tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, trộm hơn 700 triệu đồng. Điều đáng nói là dù căn nhà có nuôi một đàn chó, thế nhưng việc làm này vẫn được các đối tượng thực hiện thành công trót lọt bằng phương thức thả một cô chó vào quyến rũ đàn chó nhà. Đây là một phương thức lần đầu được ghi nhận, nhiều người đã không khỏi bất ngờ và cũng có phần chủ quan. Từ xưa đến nay thì nuôi chó thì cũng với mục đích là giữ nhà, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ tới là dùng một cái con chó khác để chiêu dụ con chó của mình. Vợ tôi là chó là luôn luôn đảm bảo với gia đình và bảo vệ được gia đình tôi, và không có cái chó nào mà để dù được, và không cũng có kẻ trộm nào mà vào đột nhập gia đình được. Trao đổi với chuyên gia huấn luyện chó có kinh nghiệm hơn 15 năm, anh cho biết các đối tượng tội phạm trên đã lợi dụng đặc tính của loài chó. Những con chó giống đực thường bị mê hoặc khi gặp phải một con chó giống cái đang đến chu kỳ lên giống. Thì một khi con chó cái lên giống, con chó cái nó phát cái mùi đó, nó con chó đực nó sẽ tập trung vào con chó cái, là lúc đó nó không tập trung cái vấn đề xung quanh nữa, nó chủ yếu theo con chó cái thôi. Con chó cái nó đi đâu thì nó theo đó. Điều này cũng xảy ra tương tự với chó nhà là giống cái khi đến chu kỳ lên giống mà gặp phải chó lạ là giống đực. Theo các chuyên gia, chu kỳ lên giống của loài chó thường rơi vào khoảng tháng 3 và tháng 7 trong năm. Ngoài việc cần để ý chó nhà hơn vào thời gian này, thì những gia đình nuôi chó cũng có thể áp dụng một vài cách sau để tránh bị kẻ gian lợi dụng sơ hở. Theo tôi, cái tập tính bầy đàn nhiều, thế nên mình nên cho chó đi ra tiếp cận những nơi đông người để cho con chó nó có sự cảnh giác. Mình có thể cho bé ngửi những cái mùi tinh dầu. Những cái ngày chó cái lên giống, mình có thể tắm rửa cho bé sạch sẽ, nên cho chó học qua một khóa huấn luyện. Huấn luyện về thì bé sẽ biết bảo vệ gia đình, tài sản cũng như người nhà, tập trung vào những cái vấn đề của gia đình yêu cầu.